nên mình cho lương ăn buổi chiều đó các bạn. Cái lương của cái dãy chín bồn mới của mình đó, các bạn nhìn xem ha. Giờ mình giục tiếp thức ăn cho nó ăn ha. Thấy giục xuống làm chóc 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 nè. Này nữa nè. Ăn giận giận nước luôn các bạn. Mình quay dài dài qua mấy vùng kia cho các bạn xem ha. Đó, các bạn nhìn thấy cái vùng bên đó không? Mình phóng gần cho các bạn xem ha. Nó ăn cũng chưa mạnh lắm đâu các bạn. Tại vì mình cũng tập ăn cũng mới tháng mấy nay à. Nhưng mà nó ăn vậy là khá rồi. Mấy con nó nhát nó chưa ăn mạnh. Nó ăn như cá ăn mồi vậy các bạn. Tại vì mình để cái máng ăn ở phía ngoài cho nên nó phải lội ra ngoài nó ăn. Còn lúc trước mình để ở trong sát với mé thì nó chỉ ngóc đầu lên nó ăn thôi, rồi nó rút lại xuống với phần sình non của mình bỏ trong bồn đó. Còn giờ là mình để ở ngoài cho nên nó phải lội ra ngoài nó ăn. Thì so với ăn ở trong, ở trên chỗ với đất với ăn ở ngoài đó, thì ăn ở ngoài nó sạch hơn các bạn. Ăn ngoài vậy thì có giờ lỡ nó có dư thức ăn chút đỉnh thì nó cũng chìm xuống dưới, sau đó mình thấy nó dơ quá thì mình rút nước bỏ. Còn nếu nó ăn hết thì nó sạch bon à, nó không có gì mà dơ hết. Còn nếu mà mình cho ăn ở trong phần bên đất á, thì có thể là nó dư thì nó chìm xuống, nó chìm xuống đất. Mình thay nước thì nó rút nó không ra. Đây mình sẽ quay dài dài mấy cái bồn kia cho các bạn xem ha. Đây mình lại quay mấy cái bồn ngắn cho các bạn xem ha. Nó cũng đang ăn đó. Phóng gần lên ha. Nó ăn rồi mai. Dạ. Yeah. Giờ đi gần luôn các bạn. Mình đi gần cho các bạn. Ăn giỡn sống luôn nè, thấy không? Đây, đây là cái dãy chín bồn của mình á. Các bạn có hỏi mình tại sao mà không thấy tập cho ăn đó. Mình tập không gài tháng mấy nay rồi các bạn. Bây giờ nó ăn ra ngoài luôn rồi nè. Bên này nữa nè. Bên này nó ăn chóc chóc luôn. Bên này có lục bình nhiều quá cho nên quay cho các bạn nhìn khó hơn, khó thấy hơn. Đây nè, nó bò chim ăn. Đó, đó, đó. Đó, nó bò kiếm ăn luôn đó, thấy không? Đó. Ở trong đây anh ăn nghe chóc 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 nha các bạn. Thấy không, các bạn thấy không? Cung binh cung binh cung binh nước luôn. Đây nó đang ăn nè. Có cái bồn này nước hơi đục đó các bạn. Tại vì nó khi mà nó ăn cái nó quậy sình lên. Nó quậy sình lên là ở đầu nó hơi đục. Nhưng mà để khoảng tới sáng là bắt đầu nó trong rồi, hơi trong trong lại. Nên như nếu mà các bạn cho ăn hết á, là khỏi cần thay nước. Còn nếu mà ăn còn dư lại là các bạn phải thay đó. Tại vì nó sẽ bị hư cái thức ăn đó. Thì hôm nay mình từ Tết tới giờ cũng chưa quay cái video nào cho các bạn xem. Hôm nay mình cũng chia sẻ các bạn một video như thế này. Rồi mong rằng các bạn theo dõi và ủng hộ mình để mà cái phần chăn nuôi lươn của mình mang lại cái hiệu quả cho các bạn, rồi giúp các bạn có thể là mình làm tốt hơn, rồi có nhiều kinh nghiệm. Cuối cùng chào các bạn.
Hẹn các bạn video sau mình sẽ chia sẻ nhiều hơn.